hỏi làm thế nào để phân biệt được người nào đúng là bậc minh sư chân chánh. Đáp: muốn phân biệt được ai là bậc minh sư chân chánh thì hãy xét xem họ có tâm tranh, tâm tham hay không, xem họ có phải là kẻ ích kỷ, ưa tự lợi hay không, xem họ có phải là người hay nói lời dối trá rồi lại chối quanh, gọi đó là thiện xảo phương tiện hay không. Nếu như thế mà họ lại còn tự xưng là thiện tri thức, thì họ quả là những kẻ không hiểu đúng sai, phải trái rồi vậy. Hỏi: phải chăng chư Phật và chư Bồ Tát có thể gánh nghiệp dùm chúng sanh? Đáp: nếu bạn có lỗi mà biết sửa đổi, thì chư Phật và chư Bồ Tát quả thật có năng lực gánh nghiệp dùm bạn, để bạn được vô tội. Xong, nếu bạn có lỗi mà không sửa, cứ chuyên môn ỷ lại vào chư Phật và chư Bồ Tát, muốn nhờ các ngài gánh vác nghiệp tội dùm, thì chẳng thể được đâu. Hỏi: kinh dạy tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng. Là người xuất gia thì phải thống lý đại chúng, làm chuyện gì cũng phải phù hợp với đạo Phật mới đúng. Xong, có người chẳng thể toàn thiện toàn mỹ được, dầu sao thì kẻ xuất gia cũng vẫn là con người. Nếu bản thân chưa giữ thanh quy giới luật cho được hoàn hảo, thì đến khi thống lý đại chúng, chẳng phải là sẽ lãnh đạo chúng sinh một cách sai lệch sao? Đáp: trên thế gian có tốt thì có xấu, có kẻ tu hành thì cũng có kẻ chẳng tu hành, có kẻ chân chánh hành trì Phật pháp, xong cũng có kẻ thừa cơ dựa vào đạo Phật để kiếm áo mặc, lợi dụng Phật để có cơm ăn, lại còn dùng đạo Phật để làm chuyện bán buôn kiếm chắc lợi lộc. Đó là tình trạng ngọc châu bị trộn lẫn với mắt cá, rắn rồng vàng thau lẫn lộn. Do đó phải coi thử các bạn có trạch pháp nhãn hay không, tức là con mắt biết chọn pháp, khả năng xét đoán đúng sai phải trái. Có trạch pháp nhãn thì bạn sẽ nhận biết được ai thật ai giả, không có trạch pháp nhãn thì bạn sẽ nhận lầm kẻ giặc là con đẻ, lấy đau khổ làm quái lạc, điên điên đảo đảo, không phân biệt được đâu là trắng đen chân ngụy. Hỏi: trong nhà có tượng Phật mà chưa được khai quang thì có thể lại chăng? Đáp: vấn đề không phải ở chỗ tượng Phật đã được khai quang hay chưa được khai quang, mà là coi xem tâm bạn có hay chẳng có chấp trước. Lòng bạn không có chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng là khai quang rồi. Nếu lòng bạn mà chấp trước thì tượng Phật dù đã được khai quang, song cũng chẳng khác gì chưa được khai quang. Hỏi: kinh Phật dạy rằng tự tánh là Phật, người người đều có thể thành Phật. Xin hỏi, nếu bản thân ta tức là Phật, thì tại sao chúng tôi phải thường xuyên lấy Phật? Đáp: người ta nói bản thân ta tức là Phật, không phải nói về cái thân thể này, mà là chỉ tự tánh của nó. Nếu bạn muốn thành Phật, thì bạn nhất định phải tu hành, nhất định phải thấu rõ đạo lý này, và phải biết làm sao để thành Phật. Chứ chẳng phải chỉ nói bản thân ta tức là Phật, rồi thành Phật đặng. Như bạn đi học, muốn đậu tiến sĩ chẳng hạn, bạn chẳng thể muốn suông mà đỗ đạt được. Bạn cần phải học từ tiểu học, đến trung học, vào đại học, rồi sau đó mới có thể đạt bằng tiến sĩ. Cũng vậy, bạn chẳng thể vừa nói thành Phật là được thành Phật ngay tức khắc. Chẳng thể tự phong mình làm hoàng đế là mình liền thành hoàng đế, chẳng thể nào có chuyện như vậy được. Tương tự như trường hợp ông Bồ Tát bằng đất mà vượt biển, đất sẽ bị nước làm cho tan rã, tự mình bảo vệ thân mình còn không xong thì làm sao có thể hóa độ cho người khác được. Bạn nhất định phải tu hành cho có nền vững vàng trước, đến lúc nào bạn vào nước mà không bị chìm, vô lửa mà chẳng bị thiêu cháy, thì khi ấy bạn mới có thể giáo hóa chúng sinh mà không bị danh lợi làm cho mê hoặc, lây chuyện. Nước tức là gì? Tức là tiền tài. Lửa tức là gì? Tức là danh vọng. Danh và lợi
tức là nước và lửa. Hễ nghe tới danh vọng thì chẳng thể lìa xa, trông thấy lợi lộc thì ngủ không yên giấc. Những kẻ như vậy mà thành Phật thì thật là phi lý. Phật là bậc chẳng háo danh, cũng chẳng có vị Phật nào háo lợi cả. Tôi nói như vậy hẳn có nhiều người không thích nghe, song đó là những điều mà tôi muốn nói. Hỏi: Hòa thượng từng nói rằng hiện tại chúng ta không minh ngộ tự tánh được là vì chúng ta bị nhiễm ô bởi trần ái, ngũ dục của cõi ta bà, xin giải rộng nghĩa. Đáp: Nhiễm ô tức là những tạp niệm trong tâm bạn. Bạn muốn giàu, đó là nhiễm ô. Bạn muốn cầu danh, đó cũng là lòng nhiễm ô. Bạn muốn truy đuổi người yêu, đó lại cũng là lòng nhiễm ô. Bạn muốn ăn ngon, đó cũng là nhiễm ô, đều là chẳng thanh tịnh. Tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, chỉ vì bạn thêm thắt những thứ này nên tự tánh bị ô nhiễm, và quang minh của tự tánh do đó chẳng thể xuất hiện được. Mọi người ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể thành Phật. Tất cả chúng sanh không ai là chẳng thể thành Phật, bất luận bạn thuộc vào loại chúng sanh nào, bạn cũng đều có cơ hội thành Phật. Vấn đề là bạn có chịu tu hành hay không mà thôi. Bạn tu thì bạn sẽ thành Phật, bạn không tu thì bạn chẳng thể nào thành Phật được. Hỏi: Tôi xem kinh Phật có dạy rằng muốn vãng sanh Tây Phương thì cần phải phát nguyện, vậy cần phải phát nguyện như thế nào? Đáp: Phát nguyện là vì e rằng ý chí không vững vàng, cho nên phát nguyện tức là giúp cho ý chí thêm kiên cố. Chí muốn làm thánh hiền thì mới làm đặng bậc thánh hiền. Chí hướng về anh hùng hào kiệt thì mới trở nên anh hùng hào kiệt. Chí là Phật, Bồ Tát thì mới thành Phật, thành Bồ Tát được. Chí tuy lập, song vì sợ ý chí không kiên cố, do đó nên mới phát thêm lời nguyện. Phát nguyện là biểu thị mình quyết tâm muốn làm như thế, không hối hận, cũng không thối chuyện. Bạn phải làm sao cho niệm không thối chuyện, lúc nào cũng y theo nguyện lực mà làm, và phải hạnh không thối chuyện. Chuyện gì làm ra cũng y cứ theo nguyện lực cả. Sau đó, bạn đạt được quả vị thì cũng là quả vị bất thối. Sơ quả, nhĩ quả, tam quả, tứ quả A-la-hán. Cho nên, phát nguyện là để giúp cho ý chí thêm kiên định. Bạn đối trước chư Phật mà phát nguyện cũng được, hoặc là tự mình cũng cố ý chí cho vững vàng cũng được. Cần nhất là đừng làm cho có lệ, đừng vì hình thức bề ngoài mà phải chân thật tu hành. Hỏi: Có thầy nói có thể khiến cho người khác khai ngộ ngay tức khắc, một đời giải thoát, pháp môn tâm ấn của vị thầy ấy truyền có chân chánh chăng? Đáp: Rất nhiều người bị mê hoặc là vì họ có lòng tham. Người không có lòng tham thì chẳng bị y mê hoặc gạt gẫm đặng. Hỏi: Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Phật A Di Đà có gì khác biệt? Hiệu quả phải chăng bất đồng? Đáp: Bạn khởi tâm phân biệt như vậy thì hiệu quả tự nhiên không còn nữa. Hỏi: Bộ kinh nào thì thích đáng nhất để bắt đầu học Phật? Đáp: Bộ nào cũng thích đáng cả. Hỏi: Kinh A Di Đà dạy hãy ai trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì sẽ được Ngài gánh dùm nghiệp chướng, đưa về thế giới Cực Lạc. Trong lẽ Phật giáo nhấn mạnh rằng người người phải tự lập, tự lực cánh sinh thì mới thành Phật được. Hai lý luận như thế chẳng phải là mâu thuẫn sao? Đáp: Đang lúc bạn niệm Phật tới chỗ nhất tâm bất loạn thì hỏi bạn rằng đó là bạn niệm hay Phật niệm? Tôi tin rằng vẫn là do bạn chịu khó dụng công mà ra. Niệm Phật không phải là vừa niệm vừa nghĩ lăng xăng, mà phải niệm làm sao để cho tâm mình khế hợp với Phật, hợp thành một thể với đạo, thì mới có thể vãng sanh tịnh độ được. Chẳng thể nào không chút dụng công hành trì mà lại thành Phật đạo. Thành Phật hay không vẫn là do chính bản thân mình. Một vị sư Nam Tông người Anh hỏi: Phật giáo Nam Tông ít khi đề xướng việc tu trì pháp môn niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, nên tu pháp môn nào để phát khởi tâm tín ngưỡng nơi Phật Pháp? Đáp: Tín ngưỡng giống như năm thứ 10 vị. Các pháp môn do Đức Phật dạy cũng tương tự như năm vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn.
bạn không thể nói rằng vị chua là vị ngon nhất, cũng không thể cho vị ngọt là tối hảo, hay chấp rằng vị đắng là tuyệt nhất, và cũng không thể khăng khăng cho rằng vị cay là đệ nhất, hoặc vị mặn là hơn cả. Bởi vì phải tùy sở thích mỗi người. Kẻ thích chua thì cho rằng chua là ngon nhất, kẻ thích ngọt thì nói ngọt là nhất, kẻ thích đắng thì đắng là số một, và kẻ thích cay thì thiếu ớt là không sao nuốt cơm cho nổi. Bất luận tin theo pháp môn nào, nếu chúng ta áp dụng cho đúng đắn thì sẽ có cảm ứng, dùng mà không đúng thì không có sự tương ưng. Mỗi người đều có nhân duyên khác nhau, do đó cần phải xét căn cơ cá tánh của từng cá nhân.